Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ôi, đi thôi khách đi, chúng ta sắp về nhà rồi nè. Đi thôi, đi thôi. Cơ thể của ta, tại sao nó lại yếu như thế này hả? Phép đi, cố lên nào, sắp về nhà hỏi tôi nè. Phép đi, cậu chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là chúng ta có thể về nhà được rồi. Đi thôi phép đi. Ngôi sao nhỏ à, ta nghĩ là chắc không thể nào được đâu. Bây giờ động cơ của ta đang hư hỏng, với lại pin trong người của ta càng ngày càng cạn kiệt rồi. E rằng không thể nào đi cùng với ngươi rồi. Phép đi, nè, phép đi, cậu tỉnh dậy đi mà. Ngôi sao nhỏ à, cô phải cố gắng lên đó. Ta đi đây. Phép đi, nè. Ôi, cậu đừng như vậy chứ. Chết rồi, bây giờ mình cũng không có gọi là pin để sạc điện cho Phép đi nữa. Mọi người cậu ấy cũng bị hư hỏng rất là nặng nè. Bây giờ làm sao đây mọi người ơi? Khoan, đây là nhà của Sam. Sam cũng là bác sĩ, không biết sáng phải giúp mình gọi là chữa trị cho Phép đi không nữa. Thôi, cứ đưa vào gọi là Sam thử coi, là Sam giúp đỡ cho mình. Phép đi, cậu đợi tớ một xíu nha, để tớ đưa cậu vào trong kia nha. Hui, đi thôi. Phép đi, cậu đợi tớ một xíu nha, nhất là tớ sẽ sửa chữa cho cậu mà. Sam ơi, con vui, hai người có thể giúp em chữa bệnh cho Phép đi được không? Sao giờ chẳng lẽ cái này khó lắm hả hai người? Vấn đề không phải là khó hay là dễ, em biết mà, chị với Mui là một trong những gọi là bác sĩ, y tá, dược sĩ, gọi là đẹp gái, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, đáng yêu, dễ thương, cu te, hột me, gọi là hột dịch lộn, hiểu không? Đó, xinh đẹp như chị đó, thấy chưa? Cái gì chị cũng làm được hết, không có gì là không làm được. Dạ hả? Vậy thì nhờ hai chị giúp em nha. Nhưng mà em có thể nào bớt Sam được? Nghĩ sao đem một con đó cái này không? Đưa em tới tôi sửa là sao? Tôi là chữa bệnh cho người chứ phải là sửa xe, sửa cổ, sửa lốp xe nha. Em chưa kể nữa, bọn chị là chữa cho người. Em hiểu là người không? Người là cơ thể sống, chứ không phải là cái máy móc như này. Chưa kể đây là cũng đi đồ chơi nữa. Đồ chơi là người máy thì làm sao mà bọn chị mà sửa được? Dựa bởi cái này em phải đưa ra chỗ mấy cái kỹ sư này, mấy cái kiểu nhà máy này, xưởng móc này, cái thứ này. Chị cần gì phải kỹ sư, chị ra mấy ông sửa lốp xe, chị đưa ra ông sửa liền chứ có gì đâu, 5.000 người chứ sao? Trời, không được, không không được, không không được. Bây giờ em mà đem Phép đi ra cái chỗ sửa xe là người ta biến Phép đi thành cái xe đạp luôn á, không có được. Bây giờ hai người cái xe đạp mà có cái màu này cũng đẹp mà. Phép đi là một gọi là robot người bạn của em, hai người có thể giúp em được không? Cậu ấy đang gọi là trong một gọi là nguy kịch luôn này, cậu ấy đã hết pin rồi mà cơ thể cậu ấy còn sắp bị hư hỏng hết nữa. Hai người có thể giúp em được không? Làm ơn luôn á. Chà, chữa cho người thì trăm kim cương, mà chữa cho robot thì bao nhiêu ta? Khó cần tiền, lấy rẻ thôi, gấp 10. Ok. Cái vậy? Gấp 10 giá bây giờ, ví dụ chữa Phép đi một kim cương, gấp 10 đây là 10 kim cương luôn hả? À? Dữ thật vậy à? Trời ơi, con không thì thôi, mình không chờ nó. Đi lên đi ngủ. Dạ rồi. Mình còn không có gấp 10 thì ra ngoài kia, ra là chỗ sửa lốp xe sửa vậy thôi. Là xe đạp luôn nha. Trời đất ơi, Su cảm giác bất lực vậy mọi người. Dạ rồi, thưa hai bác sĩ y tá cu te, hột dịch lộn, hột dịch dịch gì đó hột cũng dịch được hột dịch đúng rồi. Hai y tá cu te nhất hệ mặt trời giúp, nhà em mong hai người giúp đỡ em sẽ trả hết số tiền được chưa? Đó. Biết rồi, thấy chưa? Trời, biết thời gian dữ vậy hả? Trời ơi, nghe tiền nghe gấp 10 lần là chạy nước miếng luôn em hiểu không? Trời ơi, bữa nay nghèo quá, dịch không ai chết thì bệnh hết. Các bạn ơi, bây giờ Sammy với lại là các mùi đã nhận ca phẫu thuật này rồi. Yeah! Và chúng ta là có tận 3 người nha, 3 người phẫu thuật nha. Ủa? 1 2 Ủa, người thứ 3 đâu? Mimi đâu có tới đây đâu mà có. Người thứ 3 đang ở trước mặt chị đó. Ơi, người thứ 3 nè. Tại sao lại là em? Em tự hai người sẽ chữa giúp Phép đi giúp em chứ. Nghĩ sao vậy? Đây là robot của em mà, làm sao chị biết phụ tùng nó như sao? Chị có thể chữa lành thôi, còn em phải chỉ chữa cho tụi chị chứ, đúng không? Đúng rồi, em còn phải chỉ cho bọn chị như nào này, xong người còn chưa kể em phải phụ bọn chị chứ, chẳng lẽ bọn chị làm hết chứ. Dạ dạ rồi. Dạ dạ.
Dạ trời đất ơi, hai chị tôi như hai bà nội tôi ngồi lên đầu tôi suốt à. Dạ vâng, em sẽ đi theo hai chị. Rồi giờ làm sao để chị cho phép đi nè? Rất đơn giản, chỉ cần bình thuốc thần này, bình thuốc ABC XDZ XL này đó có thể giúp cho em chui vào đầu con phép đi nè. Hả? Phải chui vô đầu của phép đi luôn hả? Ghê à. Sao giờ? Ôi, không chui vào thì làm sao mà sửa chữa? Hay là em ở như thế này xong rồi em lấy cái ốc vít thì em đo đủ. Dạ rồi ok rồi, bây giờ là đeo nhỏ chui vô người phép đi đó các bạn ơi. Let's go. Rồi, từ đứng xa ra Mui ơi, đứng xa ra, thuốc này nó cũng nhẹ nhàng sưng mai lắm, cũng không có gì đâu đó. Trời ơi các bạn ơi, mình đã teo nhỏ và mình còn mặc trang phục y tá nữa nè, nhìn đẹp quá. Ủa sao với chị bây giờ vậy? Chết rồi sao? Chị bây giờ rồi. Trời đất ơi, làm sao vậy? Đây là mình đi chữa bệnh nha, chứ không phải là mình đi gọi là đi để bị bệnh nha. Em bình tĩnh nha. Bình tĩnh sao? Em sắp bị bệnh rồi chị ơi. Trời em chữa bệnh cho người ta, sắp bị bệnh rồi, khổ quá. Rồi. Ủa? Ôi, bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình sẽ nhảy vô cái miệng của Freddy hả Sam hay sao vậy? Bây giờ chị em mình đi thôi luôn, xem ai nhảy trúng miệng hơn rồi, hoặc là nhảy trúng miệng hoặc là nhảy trúng mũi. Xin mời gọi là hai chị gọi là xinh đẹp nhảy. Trời ơi, chưa nhảy mà té rồi là nhìn là biết không có hoàn thành được. Anh ra từ đây nhảy cũng vẫn chuẩn nhá. Thôi tôi đi vào trước đi, tạm biệt mọi người. Rồi vô đi. Ôi vô. Cái này là dài hướng này, cái này hợp lý hơn rồi nè. Đó, nhảy cao đây. Đây, đứng đây. Wow. Rồi, mà sao thúi vậy? Có đánh răng không vậy? Rồi, ok. Mùi dầu chứ. Đấy, tới tôi. Ok. Yo. Ui. Ủa, mà nó ở đâu nữa này? Trời đất ơi, các bạn nhìn nè. Thì ra đây là phép đi mà lúc tụi mình gọi là teo nhỏ, gọi là siêu nhỏ luôn mọi người. Trời ơi, nhìn cái người này, cái gì hả? Đúng cái kẹo này luôn. Là giống kẹo xe lu cán co mấy chục lần xong rồi quăng xuống quăng lên xong lấy bố tạ dần nè, mấy đứa con này chắc không thể nào mà hơn được ơi. Đây chân bị lìa đứt ra nè, bụng thì gọi là dây bị gọi là đứt tầm lâm, và miệng thì còn nhiều gọi là chất độc nữa. Trời đất ơi, tội phết đi của tôi quá trời luôn. Chất độc gì robot mà có chất độc chi? Xin lỗi dầu. Ôi, thôi các bạn ơi, bây giờ mình nghĩ tụi mình phải gọi là giúp phép đi sửa lại các lỗi gọi là lỗi bị hỏng mới được. Đây, hình như trong chat có rất nhiều block và có cả nhiều gọi là cái cúc nữa. Ok chị em, bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là giúp phép đi gọi là chữa bệnh thôi. Xuống đây nè. Vãi quá lắm nha, bà nói được. Chị thử xem mà con. Để thử giúp chị, để em thử. Chị em không biết gì hết nha, cái này em thử nha, thử cái cúp nha em ơi. Thôi em đi xuống đây, tạm biệt Vui. Trời. Chị em là Tết thôi. Ok, đầu tiên chúng ta cùng sửa lại là mình nhìn sơ qua thôi nha. Là cái con này là lỗi rất là nhiều đúng không? Mà mấy cái lỗi này là thường thường chúng ta sẽ liên quan đến gì? Môn công nghệ đúng không? Đó, công nghệ giỏi hay chắc chắn sửa rất là hay luôn. Đó, Mùi sửa đi Mùi. Tại vì chị rất giỏi công nghệ, còn em giỏi công dân không liên quan. Ok. Ủa, em nói gì vậy? Tính ra nha, cái nếu mà giỏi công nghệ thì không. Cái gì? Em mà chị không giỏi công dân hả? Em bảo chị là người xấu hả? Trời ơi. Luôn làm người tốt, chắc chắn chị giỏi công dân không có cái gì. Dạ. Trời, rõ ràng là chị giỏi công nghệ. Alo, dạ, mình vô đây mình chữa chị chứ mày vô đây cãi lộn. Ok, được chưa? Vô đây chữa chị. Trời đất ơi, Sam ơi, nãy giờ em cãi chị hả? Không, chị em thương gì gần chết. Trời ơi. Thôi, đi, chữa bà giúp tôi cái. Trời đất ơi, vô giả chân. Từ cái đầu xuống đi xem. Ôi, khoan. Hai con mắt phải đi sao lòi ra hai bên rồi gì mọi người. Trời đất ơi. Nó văng hai con chồng ra luôn, ghê vậy. Ghê quá. Đây, để chị lấy bên kia, để em lấy bên này. Trời đất ơi, mắt của phép đi mà văng ra hai bên luôn mọi người. Ghê dễ sợ. Robot gọi là văng mắt cũng không có vấn đề gì cả, sợ thật. Sao chị robot mà chị? Đây, ok. Mắt mới lắp lại mọi người. Đây, mình phải lấy mắt. Mắt bị rơi ra lắp chứ chị. Trời đất ơi, mình không có tiền đâu. Đây, đó. Rồi, phép đi đã sáng mắt trở lại. Rồi, và trong này là dầu nhớt. Nó chạy tùm lum tùm la luôn nè. Cái gì mà ghê dữ rồi trời. Ê, dầu nhớt màu đen. Dầu nhớt đâu?
Ủa? Ra màu xanh vậy ta? Ai biết? Ủa mà ba không biết nhưng mà chị cứ thấy như kiểu nước mũi. Cái gì? Ủa nó bớt nước mũi hả? Sao tôi biết vậy ta? Cái gì bờ người máy? Mọi người, cái này em nghĩ là gì ta? Ở gì ra chất độc gì á? Đấy em nghĩ là vậy. Rồi sao không đây? Không không chị biết ở đây là đau họng này. Đây chắc chắn là do Simi gọi là gì ta? Nói mãi Simi không nghe lời nên là phải nói đi nói lại, mà nói đi nói lại thì đau họng này. Cái gì mà nói đi nói lại? Em gọi là gì ta? Giúp đỡ phép đi thôi mà. Ủa sao em lên không được? Đây đây lên được rồi. Ok, có vẻ như là mắt gọi là miệng đã ok chưa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần bụng mọi người. Rồi. Ôi, các bạn nhìn nè. Cẩn thận nghe, không đụng mà đụng mà sai đường cái là giật cái ông bà rồi, luôn rồi. Đây. Bây giờ gì vậy Mui? Ở đây. Ủa cái này là hoa hay là của à? Cái này là cái bông tai của Freddy. Freddy có bấm bông tai á. Trời ơi. Ủa cái bông tai đi đâu vậy? Trời ơi, Freddy của em hơi bị xì tai cho mọi người. Đây đây đây, còn nữa, còn nữa. Bây giờ phải nối mấy cái dây điện nó bị gọi nó bị lồi lõm này mọi người, nó văng hết ra ngoài nè. Rồi rồi, công nghệ xuống sửa đi, rồi công nghệ, em vợ công dân, không biết gì hết. Ê ê ê, đây là chị học giỏi công nhân dân nha, mà công nghệ ừ thì chị biết đấy nhưng mà chị không biết. Dạ, hai chị xuống nói giúp em cái. Ê tôi thuê hai bà ngắm tôi sửa điện đúng không? Hay vậy. Hay sai. Ôi, bọn chị bảo như thế nào? Sam, lại đây bà, chị bảo, lại đây chị bảo. Sao? Mình nhất là mình học giỏi, là mình có kiến thức. Mình sai, đứa không biết làm á, làm theo ý kiến của mình đúng không? Đúng rồi, mà đang dạy dỗ xem mà. Mình bảo nó phụ mình đó, là được ơi. Trời đất ơi, do làm giúp tôi cái đi. Trời ơi, ủa khoan, thiếu một cái dây điện màu xanh. Ủa, dây điện màu xanh ai vậy? Đây, chị giữ. Ủa, khoan màu xanh á, xanh bị á, xanh gì vậy? Ủa, ai vũ rồi? Trời, à khoan. Rồi ai vũ nè. Rồi cái màu đỏ ai vũ nữa. Trời đất ơi, màu đỏ màu xanh bị thiếu nè. Để mình kiếm kỹ ra. Bao nhiêu nữa? Đây, xanh này, đây. Làm ăn thiếu thốn không ra gì. Sợ quá, người ta gọi là thiếu thốn thôi mà. Đó. Ui. Rồi, quá. Tất cả các dây điện nối vào trong. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắp lại gọi là cái bụng của Freddy nè. Trời đất ơi, không biết gọi là Freddy đã làm gì bị lủng cái bụng luôn mọi người. Cho chị hỏi cái thiết kế của Freddy, cái chỗ này nó màu xanh hả? À đúng rồi, cái này là một tia chớp. Mà tia chớp bị gọi là chúng ta bị bay vào mất tia rồi. Đây, để em làm lại cái tia chớp. Đó, cái tia chớp của Freddy nó sẽ gọi là gì ta? Nó vẽ ngay bụng á. Nó khá là đẹp. Em khá là thích cái thiết kế của Freddy. Đây. Em cho tôi nhìn răng cái là bây giờ là mình phải sơn lại đúng không? Là mình phải sơn lại đúng không? Sơn lại. Ok. Em sơn đây này, đây chị cho. Ủa? Khoan. Tôi đang cảm giác sao như đây tôi giống tôi sửa Freddy luôn á mọi người. Ủa mọi người em thêm mọi người mà. Cái này là cố gắng này nè. Từ bé đến lớn bọn chị chưa được thấy Freddy bao giờ đúng không? Đúng không Sam? Đúng không? Đúng rồi. Thì chỉ có em là biết Freddy hình dáng như thế nào thôi. Ủa? Bây giờ bọn em bảo bọn chị vẽ, bây giờ chị vẽ củ cà rốt lên đây được không? Đúng rồi, chị vẽ con cá lên đây được không? Trời ơi. Nói gì cũng nói được rồi. Ok, em sửa cái này. Đó, được chưa? Ủa mà khoan, mọi người không biết tia sét thì mọi người cũng có thể gọi là gì ta, giúp em gỡ mấy cái gọi là gì ta, mấy cái gọi là dầu nhớt dính vô chân của Freddy nè, mọi người làm được mà đúng không? Đó. Đó là dầu nhớt giày của Freddy màu đỏ. Trời đất ơi, mọi người thấy cái giày nó bay lên này không mọi người? Có cái giày nó bay lên đây không? Đúng là dầu nhớt hả? Đúng rồi, dầu nhớt mà nó bay lên không trung luôn kìa, đỉnh nha. Đây là dầu nhất nó đóng vậy là đóng cái chân Freddy lại đó. Trời ơi ghê lắm mọi người ơi, bộ tư Freddy mà vì bảo vệ gọi là gì ta, mình Freddy bị gọi là tấn công quá trời, bị vết thương quá trời qua đất luôn mọi người. Không được, cái này là không phải tấn công bình thường, cái này là tấn công thân lắm nè. Simi thấy Freddy bị thương nhưng Simi vấn đề bị đó đâu, vấn đề là em cũng muốn bảo vệ Freddy nhưng mà quái vật nó mạnh quá, em không, em chỉ là một đứa con nít mà sao em tấn công rồi được. Em có xem video của Sim nè, cái video mà bảo vệ Freddy là Simi chui vào trong cơ thể Freddy làm sao mà ra để bảo vệ được chị. Đúng rồi em chui vô Freddy. Mọi người xem video biết rồi đúng không? Trời ơi, comment phía dưới nghe. Trời đồ nó cặp được mọi người, xem mình khóc mấy lần luôn mà mọi người khóc rớt mắt luôn ghê lắm. Trời, em đọc comment các bạn mở khóc rớt hai con mắt ra khỏi luôn. Chị Freddy buồn quá rớt hai mắt ra nè. Ra vậy, trời đất buồn ơi. Buồn quá rớt hai mắt ra nè. Rồi ok, bây giờ mình đã gọi là gửi hết mấy gọi em mà cái... Em thấy cái này đẹp nè, môi mình thấy hai cái móng chân đen xì, mình làm móng cho Freddy đó chị, cho đẹp đẹp ra được chơi nè. Đây là móng chân của Freddy mà. Ôi, khoan. Ê Sim ơi, Freddy cũng bị dính cả tay đúng không? Chị dính cả tay nè. Ủa tay của
cũng bị này, đây này, đây em cũng gỡ luôn. Trời đất ơi, khổ thân phát đi. Trời, bị bảo vệ tôi mà người đầy thương tích luôn mọi người. Trời ơi, khổ thân phát đi quá à. Rồi, ok, ok, ok. Ê, đẹp quá. Cái gì vậy? Sao chị làm? Không, không. Ủa, chân phát đi làm gì sao máu? Chị làm gì vậy? Trời đất ơi, đẹp mà em. Trời ơi, bây giờ mình phải tân tiến chứ. Chân mông đen người ta tự người ta đập cái gì đập gì cũng biết nha. Cái gì mà đập mông đen là chị biết, gì nói vậy thôi đó. Trời mà hồng chơi vậy đó. Ơi, phát đi mà tự nhiên chắc ổng sang chấn tâm lý lắm luôn mọi người. Trời ơi, ổng thối tiền ngược lại chị chứ nghĩ sao sang chấn. Trời, kỳ quá à. Cái gì mà sơn với cái móng cái móng này đẹp lắm luôn á. Trời đất ơi, em ơi, sao chị gõ cái này ra mà chị cháy cái gì vậy? Đây là tập cưới. Đây là cái vòng tay của Phát đi. Trời ơi, đây là cái vòng tay của Phát đi. Sao chị gõ? Trời ơi, chết. Người ta gỡ cái điên điên ở trên này. Ui, nó thật luôn. Em thấy vô trừ là cái gì em làm gì nữa. Nhưng mà cái này là cái vòng trên đôi mắt đi mà lột sạch luôn mày mà. Hết đi mà áo quần, nhưng mặc áo quần mà lột sạch áo quần người ta luôn. Trời ơi, cái vòng tay con người ta rồi. Bà gắn lại mấy cái gai cho người ta đi bà nói. Quá, nhưng mà lúc nào em bảo chị làm theo tôi đúng rồi còn gì nữa. Cái đen đen là cái, trời, bà gắn con béo nữa. Trời ơi. Mệt quá. Ba đây đầu y tá. Cái bên này có phải giống nhất không vậy? Cái bên này cũng là cái vòng tay luôn. Nhưng mà là vòng thế. Trời. Cái địch của cái quần quá. Cái tới đâu mà lột sạch đồ người ta may mà người ta. Cái địch cái mặc áo quần, mặc áo quần là lột sạch. Trời ơi, cái địch của cái quần mà bạn cũng lấy nữa chứ. Rồi cái bóng chân của bác đi. Trời ơi, cái đầu cái địch bà chị cũng lấy hả chị? Không phải chị nha, không phải tôi. Thôi, nói chung đẹp là Phát đi, tôi cũng rất thương bà. Nhưng mà chị tôi muốn bạn đẹp lên sân cái móng chân bà màu hồng nha. Phát đi có thích của mình không? Phát đi có thích móng chân của mình không? Đừng quên comment video cho mình biết nha. Và mấy bạn fan cũng đừng quên comment video giữa sao biết trời, là trời đất ơi là trời. Bạn nào mà thấy đẹp đừng quên liên hệ số điện thoại của Sam. À chết, cái chân phải nối cái chân lại nó. Mọi người đã như thế này mà mọi người không phụ giúp gì cả. Mọi người làm cái gì vậy? Do chị lấy cái địch của người ta ra làm sao người ta làm. Ôi trời ơi. Em sợ tuột cái chân nên phải rắn cái địch vô chị. Cái địch này tuột cái chân chị. Hồi nãy mà nói câu tôi sang chân không có mọi người. Trời ơi. Cái đen đen này là cái gì? Cái địch của người ta chứ cái gì? Trời ơi. Ghê quá. Đúng vậy em bà lấy cái không? Có lý do là cần em vô đây chứ không em không vô là bà lột sẵn đồ ra. Chị gọi là cho em sẽ được gặp một phát biết gọi là mới hoàn toàn em hiểu không? Phát đi mất cái địch luôn. Trời ơi là trời, tôi sợ quá mà. Rồi, mất cái vòng tay. Ok, bây giờ chân tay đã xong. Ô, các bạn đã xong rồi nè. Trời ơi, cuối cùng Phát đi cũng đã xong mọi người. À, còn bên này nữa, còn bên này nữa. Đây. Đây, còn một cái hệ thống đặc biệt bên này của Phát đi nữa. Ôi, trong này có kiếm nè mọi người. Ủa là sao ta? Ủa sao trong này là có... Hình như tôi cảm kiếm giác mà. Là chúng ta phải chiến đấu với một thế lực gì đấy á mọi người. Ok, đi thôi mọi người. Ghê vậy. Ok, không biết bên này sẽ có gì đây mọi người. Đi, thử quay. Cẩn thận. Cái gì đây? Con gì? Thỏ ven. Đây là thỏ ven đi. Đây gọi là gì? Gì ta? Đây là một người rất là nguy hiểm trong Final Fantasy Secret Beat luôn á mọi người. Đó. Trời đất ơi. Cái bà thỏ này, bà thỏ quyền lực nhất trong gọi là gì ta? Cái series này luôn á. Bà có thể tiêu diệt ai cũng bà muốn là. Ê, mắt thỏ lộn luôn kìa. Nghĩ đồ gì đâu. Bà này bao giờ chưa mà ở trong gì ta? Trong cơ thể của Fantasy có vậy? Em không biết. Chẳng lẽ bà này muốn tiêu diệt Fantasy mọi người ghê quá. Ok, bây giờ mọi người. Trời ơi, dây của Fantasy bị gọi là gì? Cắt tùm lum tùm la luôn nè. Trời đất ơi. Ủa, này. Thỏ nè, bà thỏ nè, bà giả, bà nè, bà thỏ nè, bà thỏ, đây đây, trời ơi, quánh cái gì mà quánh đâu vậy? Đẹp, rồi, đây, trời ơi, thỏ ven đi dạ, trời ơi, quánh Camuza, tránh xa Camuza, dám đánh người ta hả, mà còn gọi là phá hệ thống người ta, đây, ok. Hai người có thấy tôi tấn công cực khổ, ba người leo lên đó làm gì vậy alo? Ủa? Không. Quánh nhau. Ủa? Hai mày quánh nhau chứ sao? Ủa hai chị em là con thú giai gì xem em đang đánh nhau hả? Ủa hai chị? Lớn tuổi rồi đâu khớp rồi em ơi. Không đánh được. Cái gì vậy? Ủa em? Cổ lên. Tôi không ngờ hai chị tôi tốt bụng gì luôn.
được rồi, tôi thuê hai bà vô đây chữa trị phép đi hay vô đây ngắm tôi diễn xiếc vậy? Alo em à, cả em thuê bọn chị ở đây là thuê kiến thức bọn chị để sửa đúng chữa rồi. Cho phép đi, chứ không phải ở đây làm việc tay chân, làm việc tay chân thì em làm nha. Bọn chị không rồi, cái robot trời. Mà con người chị chữa liền, cái robot chị sợ lắm. Rồi rồi, bây giờ tiếp theo nè. Em nói ông bà môi mà sửa mới sửa cái đầu thôi mà bà lột cái nịch của người ta rồi. Em có chán gì bà làm thêm không? Rồi, bây giờ là nhiệm vụ tụi mình phải nối lại với cái dây gọi là điện của Fetty nè, nó bị... Ôi, khoan mọi người, mấy cái chất nghề xanh lè, xanh lét nó chạy ra hết tùm lum la nè, khoan. Ôi, đây có cái kéo. Xem, trong này có kéo nè, có đây, kéo. Đây, rồi bây giờ là mọi người hãy giúp em cắt hết mấy gọi là, cái gọi là chất nhầy màu xanh này đã. Trời đất quá khổ luôn hết trời. Nó là tắc nghẽn gọi là người ta sự lưu, di chuyển gọi là của năng lượng của Fetty này. Đúng rồi. Năng lượng điện của chị. Đúng rồi, à chị đâu. Nó nói vô trong cái con robot này là học bao nhiêu nghề luôn chị, công nghệ, lịch sử, lịch sử đánh mấy Fetty xong rồi còn gì ta vật lý đó chị, chạy vật lý tốc độ điện đó chị. Trời ơi, vật lý còn cả thiết kế nó không làm sao mà ra rồi. Được đúng không? Quá trời đồ để học trong này luôn. Trời vô đây tôi biết, may mà tôi còn vô đây không mấy bà cắt hết dây điện của Fetty nữa. Fetty chắc không còn cái gì đâu á mọi người, sợ lắm mọi người. Trời ơi em nói gì vậy? Cái gì làm bọn chị hơi lười chứ còn lý thuyết là bọn chị biết nha, em nói gì ấy? Chắc không? Trời đất ơi, may mà tôi cản kịp á, không là bà lấy cái tay của Fetty đâu sao. Trời ơi trời, sợ. Đấy là chị thử lòng em thôi để xem là em kiến thức nào. Trời thừa biết điều đó em hiểu không? Thử lòng em hả? Dữ vậy? Trời đất ơi, rồi bây giờ mọi người mọi người, ủa gì vậy? Con chip của Fetty bằng kim cương không? Ai dữ vậy? Trời ơi, chip của Fetty bằng kim cương. Để em đọc bật miếng đi. Gì vậy? Vô gì? Trời ơi, những con người kia hãy nhìn đây, dây nối của Fetty đã nối đâu mà mấy người làm gì vậy? Đây để em nối được chưa? Đây. Rồi. Chị, con chip của Fetty kim cương chị tới đào chút đỉnh gì ơi, đâu kia kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, quá trời đào lên. Động vô tôi tát tôi không? Đây là con chip để giúp cho Fetty hoạt động với người đào thì sao Fetty sống được hả? Em ơi, Fetty như này này, ví dụ nha, ở đây có 100 viên kim cương đúng không? Lấy mạnh thôi. Cần 100 viên kim cương, nếu bây giờ bọn chị lấy 1-2 cái thôi là vẫn còn 98 cái kim cương nữa. Thừa sức hoạt động em ạ. Thôi, đi ra mấy người ghê, mấy người vô đây, mấy người lấy gọi là con chip Fetty rồi để xài đúng không? Thôi làm căng giờ. Trời đất ơi, đi nổi mấy cái dây giúp tôi mấy chị. Trời đất ơi là trời. Đó, nổi cái dây. Rồi đúng rồi. Ok, đến cái bàn này đây, sao bên này mọi người. Nói đi. Dưới. Ủa chết rồi. Ủa mấy chị, em nhớ trong lý thuyết là chúng ta phải trong truyện tranh, trong phim là chúng ta phải hợp sức giúp đỡ nhau mà sao mấy chị nhìn em là sao? Em thấy trong chuyện ở ngoài đời giống nhau không? Hả? Ủa đây còn dây nâu nữa nè. Trời ơi khổ quá. Vô đây thì tôi giống gọi là em gì ta, em tắm gì ta. Rồi đó. Ủa cái này là cái gì đây? Đừng lấy đây dây tổng hợp nha. Đây là em nối dây tổng hợp cho nó. Đó. À, mỗi màu một cái rồi chị. Ok. Ôi mọi người, có cái nào bây giờ mình xong rồi không? Bây giờ em cũng đã nối hết dây, dọn hết rác và còn gọi là chữa lành cho Fetty nữa. Chẳng lẽ đây là con đường cuối cùng sao mọi người? Đi thôi. Về nhà rồi chứ sao? Hả? Mọi người sai rồi. Chúng ta vẫn còn con đường ở đằng trước đây này. Em biết rồi. Xong ư? Tôi học em biết rồi. Tôi biết. Em biết rồi. Em biết cái đường này đường gì rồi? Thường thường làm xong người ta làm gì? Toilet. Chính xác luôn. Toilet thôi. Ghê dạ mọi người. Chào em ơi. Ui. Hơi, đi thôi Fetty ơi, đi thôi, chúng ta sắp về nhà rồi nè. Đi thôi. Cây cơn dữ này nè. Fetty mà chú dạy ơi. Fetty mà chú dạy.